Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1.500m nên ngày và đêm nay ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Từ đêm nay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 20 đến 23 độ, khu vực vùng núi từ 16 đến 19 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh, chiều và đêm nay có mưa dông do ảnh hưởng của khối không khí lạnh. Các nơi khác của miền Trung chịu tác động muộn hơn, đêm nay trời mới chuyển mưa. Dự báo từ gần sáng ngày 7 cho đến ngày 8 tháng 11, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 20 đến 50mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Thông tin về thời tiết Quảng Ngãi. Khu vực tỉnh Quảng Ngãi hôm nay ngày nắng lên nhiều nơi, trời có mây xen kẽ với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng từ 32 cho đến 33 độ C. Chiều nay qua theo dõi ảnh mây vệ tinh radar, định vị sét và số liệu quan trắc tự động cho thấy, trên khu vực vùng biển bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn và các huyện Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, thị xã Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi có mây đối lưu tồn tại và phát triển, đã gây mưa rào rải rác cho các nơi nói trên, với lượng mưa phổ biến dưới 20mm. Riêng Sơn Long, Sơn Tây là 43,4mm, Ba Điền, Ba Tơ là 39,2mm. Từ thời điểm hiện tại cho đến vài giờ tới, mây đối lưu tiếp tục tồn tại và phát triển, có khả năng gây ra mưa rào và có nơi mưa to trên 30mm trên một giờ, và dông cho các khu vực nói trên, cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh trong dông. Ngày mai, ngày 7 tháng 11, dự báo thời tiết Quảng Ngãi ban ngày nhiều mây, trời hửng nắng yếu. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 24 cho đến 29 độ C. Sang đến chiều tối mai thì sẽ tiếp tục xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc, sét và gió giật mạnh, đặc biệt là tại các huyện miền núi. Và sau đây là dự báo thời tiết một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày có lúc hửng nắng yếu. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi có mây, ngày có nắng, chiều và đêm mai có thể có mưa rào và dông. Thị xã Đức Phổ nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày nắng yếu. Thị trấn Ba Tơ mây thay đổi, ngày nắng yếu, chiều mai có mưa rào và dông, đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh trong dông. Lý Sơn mây thay đổi, ngày có nắng, có lúc có mưa rào và dông. Chuyển sang thông tin thời tiết ngư trường. Dưới tác động của khối không khí lạnh, từ đêm nay sang đến ngày mai, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, gió chuyển sang hướng Đông Bắc, mạnh ở mức cấp 4, cấp 5. Ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, khiến cho biển động. Cả khu vực vùng biển Vịnh Bắc Bộ, huyện đảo Hoàng Sa đều có mưa rào và dông rải rác. Bà con hoạt động đánh bắt ở khu vực này hết sức lưu ý và chuẩn bị những phương án an toàn trước khi ra khơi, phòng thời tiết chuyển biến xấu. Khu vực từ Quảng Trị cho đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và ra ngoài khơi khu vực phía Nam Biển Đông và vùng biển huyện đảo Trường Sa. Đêm nay và ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Sóng biển cao không quá 1,5 m. Thông tin dự báo thời tiết trên đất liền, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Ngày mai, ngày 7 tháng 11, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Từ ngày 8 cho đến ngày 16 tháng 11, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận dự báo có mưa trở lại, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội có mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C.
Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ C. Đà Nẵng có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C. Lâm Đồng có mây, mưa rào nhiều nơi, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C.